Chào bạn, hôm nay bạn cùng với trò quay trở về tuổi thơ chốt giá. Đâu vừa rồi dọn nhà thì mình tìm được hai quyển truyện tranh. Sực nhớ tới một vấn đề là kho báu một thời của mình, hơn 100 quyển truyện tranh, giờ còn lại hai quyển. Có nỗi đau nào mà hơn nỗi đau này nữa không? Một phút mặc niệm bắt đầu. Đùa đấy, nhưng mà thực sự đau lòng đó. Bởi vì cái hồi mình còn nhỏ thì chưa có YouTube, chưa có Facebook hay là game trên điện thoại nhiều như bây giờ đâu. Và thế giới truyện tranh là một cái thế giới tuyệt vời luôn. Và những cửa tiệm cho thuê truyện tranh là thiên đường. Cho nên là khi nhìn lại những gì còn sót lại của kho báu của mình thì không đau lòng sao cho được, đúng không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về ba bộ truyện tranh mà mình thích nhất nhé. Bộ truyện tranh đầu tiên là Bác sĩ quái dị Blackjack. Mình bắt đầu đọc nó từ năm lớp 2 và mình nhớ là hồi đó ít có đứa bạn nào của mình thích cái quyển đó lắm. Truyện tranh gì mà màu sắc tăm tối u ám, nhân vật chính là một ông bác sĩ mặt sẹo không, đã phải lúc nào cũng choàng một cái áo choàng đen đi vòng vòng nữa chứ. Thì chuyện kể về những cái ca phẫu thuật kỳ lạ của bác sĩ Blackjack, là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, khó cỡ nào cũng phẫu thuật được, có điều là không có bằng bác sĩ chui. Và thật sự thì chuyện đã để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc cho mình luôn á. Và rất là nể cái óc tưởng tượng của ông họa sĩ. Có một cái chương truyện, nhân vật là một người bị nhiễm chất phóng xạ. Có một cái chương truyện, nhân vật bệnh nhân á, là một người bị nhiễm chất phóng xạ. Và toàn bộ cơ thể đều đã bị hư hại hết rồi, còn mỗi cái não là xài được thôi. Thế là Blackjack lấy cái não của người đó ghép qua cơ thể của một người khác, thành công mới ghê chứ. Và mình nhớ cái bộ truyện đó hoài luôn, cho tới tận năm vừa rồi khi mà mình nghe về cái việc thử nghiệm ghép đầu người của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Ý hả, thì mình còn kêu chứ, ủa trên thế giới chưa làm được hả, sao Black chắc làm được rồi mà. Tưởng tượng nổi không, và có thể nghĩ ra là nó ám ảnh mình tới mức độ nào không. Và một sự lừa đảo trắng trợn luôn. Và cho tới tận bây giờ mình mới biết là trên thế giới vẫn chưa thể nào thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu người được. Nhưng mà cái điểm mà mình ấn tượng cái nhân vật Blackjack này là ông ấy tuy là bác sĩ nhá, nhưng mà ông ấy chỉ muốn cứu những bệnh nhân nào mà có ý chí sống thôi. Còn những người nào mà muốn tự tử hả, muốn chết hả, ta cũng không rảnh đâu mà cứu nha. Bởi vậy mới không có bằng. Bởi vì trong chuyện nó nói là khi mà bạn là bác sĩ thì bạn phải lập một cái lời thề, đó là dù trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ hoàn cảnh nào, và cho dù bệnh nhân đó có là ai đi chăng nữa thì bạn cũng phải dốc hết sức để cứu họ vậy đó. Nhưng Blackjack nói không, ông ấy có quyền quyết định là ông ấy sẽ cứu ai, và ông ấy không thích cái chi phí trả cho bác sĩ quá thấp như vậy, nên ông ấy không cần cái bằng luôn. Bởi vậy không biết là bao nhiêu lần bị vào tù luôn á, và bị truy nã các thứ nữa. Và đó là bộ truyện mình thích nhất. Và sang cái bộ truyện thứ hai là chuyện Mặt nạ thủy tinh, hoàn toàn trái ngược với Blackjack luôn. Mặt nạ thủy tinh là chuyện dành cho con gái, và cái chủ đề nó nói chính là về thế giới diễn xuất và kịch nghệ. Thì có hai nhân vật nữ chính là Maya với Ayumi. Maya là một cô gái nghèo khổ, có xuất thân nghèo khổ nhưng mà lại có một cái tài năng thiên bẩm trong việc diễn xuất. Còn Ayumi là một diễn viên con nhà nòi, mẹ là diễn viên, ba là đạo diễn nổi tiếng, cho nên là cái bước đường sự nghiệp của Ayumi nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với Maya. Nhưng mà mình nghĩ là bất cứ ai mà đọc bộ truyện đó thì không thể nào mà ghét Ayumi được, bởi vì Ayumi chưa bao giờ dựa dẫm vào cái sự nổi tiếng của ba mẹ để tạo nên cái thành công cho mình, mà cô ấy lúc nào cũng cố gắng vươn lên, cũng tự thử thách chính mình hết trơn á. Và mục tiêu của hai nữ diễn viên đó là được chọn làm nữ diễn viên chính cho vở kịch Hồng Thiên Nữ. Đó được miêu tả là một vở kịch kinh điển và khó diễn nhất của làng kịch Nhật Bản. Và bất cứ một nữ diễn viên nào mà được chọn để diễn vở đó thì đó là một vinh hạnh, và đó là một cái sự chứng chứng nhận thực lực cho nữ diễn viên đó luôn. Hồi đó mình mê cái bộ truyện đó kinh khủng, mê tới mức mà mình nghĩ là mình thuộc luôn bộ truyện á. Có nghĩa là khi mà bạn kể cho mình nghe một cái tình tiết nào trong truyện thì mình sẽ nói cho bạn biết tình tiết đó nằm ở tập mấy, tới mức độ như vậy luôn. Trời ơi, mê mà quên ăn quên ngủ luôn. Và bộ truyện thì gần đi tới hồi kết rồi, và kết thúc thì
vẫn chưa có kết thúc. Không thể tưởng tượng nổi, mình đã chờ đợi 10 năm rồi và vẫn không biết kết thúc là gì. Mình được biết là tác giả cũng khá là lớn tuổi rồi đó, cho nên là không biết mình có cơ hội để đọc cái tập cuối luôn không. Có bộ truyện nào của bạn cũng rơi vào cái tình trạng tác giả bỏ dở luôn như vậy không? Và sang bộ truyện thứ 3, rất may đây là một bộ truyện có kết thúc, đó là bộ truyện Inuyasha, hay còn gọi là Khuyển Dạ Xoa. Bộ truyện này thì chắc là nổi tiếng lắm và nhiều bạn biết lắm nhờ. Tóm tắt một cách ngắn gọn thì bộ truyện kể về hành trình của Inuyasha và những người bạn trong quá trình thu thập viên Ngọc Tứ Hồn. Ngọc Tứ Hồn là một viên ngọc có khả năng mang lại cho bạn điều ước hay là sức mạnh cho bất cứ ai mà sở hữu nó. Nói như vậy thì bạn có thể tưởng tượng được là bộ truyện nói về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Đó là một bộ truyện cũng mình rất là mê luôn. Nhưng mà mình mê nhất là nhân vật Sesshomaru. Sesshomaru là anh trai của Inuyasha và lâu lâu mới xuất hiện thôi, nhưng mà mỗi lần xuất hiện là mình điên đảo. Kiểu như Inuyasha là một người nóng nảy, bột chộp, vội vàng. Còn Sesshomaru thì lạnh lùng hơn, điềm tĩnh hơn, bình tĩnh và dùng cái trí óc rất là nhiều. Lúc nào cũng phải tính toán xem là mình cần phải làm gì trong cái hoàn cảnh nào, chứ không phải là gặp đâu là chém đó, chém bừa như Inuyasha đâu. Một con người mà cách làm việc và cách chiến đấu rất là thông minh và rất là hiệu quả, và mình cực kỳ thích nhân vật đó luôn. Thì đó là ba bộ truyện rồi, nhưng mà còn nhiều bộ truyện mà mình đọc và mình cũng mê lắm luôn. Nhưng mà nếu mà nói thì chắc không biết bao giờ mới hết luôn. Giống như Conan nè, Bảy Viên Ngọc Rồng, hồi đó người ta gọi là Son Goku không à, cái gì nữa ta, Nữ Hoàng Ai Cập, Giai Ba, Đường Đi Đến Khung Thành, quá trời chuyện luôn. Ninja Loạn Thị, còn chuyện Việt Nam thì có Thần Đông Đức Việt, Trạng Quỳnh, xong rồi tới Trạng Quỳnh, trời ơi quá trời chuyện luôn. Và cho tới tận bây giờ thì mình vẫn đọc truyện tranh. Và cái bộ truyện mà hiện nay mình đang đọc là tên Otoyome Gatari, tạm dịch là chuyện nàng dâu trẻ. Nhưng mà đây là một bộ truyện cũng rất là thú vị. Nó kể về cái hành trình khám phá con đường tơ lụa của một học giả người Anh đi qua những cái vùng Trung Á vào thế kỷ 19 á. Thì Trung Á là bao gồm những đất nước như là Uzbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, những cái nước mà tan tan như vậy á. Và bộ truyện nó kể về cái cuộc sống của người dân ở đó, những cái phong tục, tập quán, và thực sự là mình nó cung cấp cho mình khá là nhiều cái kiến thức hay là cái tình tiết thú vị. Chẳng hạn như cái cách mà những người dân du mục họ huấn luyện đại bàng săn mồi nha. Mình sẽ kể cho bạn nghe họ làm như thế nào. Đầu tiên là họ sẽ đặt con đại bàng lên một cái cột cách họ chừng 3 mét, và họ dùng một miếng thịt để nhử con đại bàng bay tới. Và khi con đại bàng bay tới cắp miếng thịt á, thì họ sẽ đưa con đại bàng quay trở lại vị trí cũ, quay trở lại cái cột. Họ cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó như vậy, và càng ngày thì càng tăng những cái khoảng cách lên 3 mét, 5 mét, rồi 10 mét. Chỉ để dạy cho con đại bàng một điều là khi mà nó tìm được thức ăn thì nó không được ăn trước, mà nó phải mang thức ăn về lại chỗ cũ. Còn về cách săn mồi thì không cần dạy, bởi vì săn mồi là một cái bản năng của đại bàng mà. Nhưng mà có một điều là thường thì họ sẽ huấn luyện những con đại bàng cái, bởi vì đại bàng đực thì làm biếng lắm. Và đó chỉ là một cái chi tiết rất là nhỏ của quyển truyện thôi, nhưng mà nó cũng rất là thú vị đối với một cái đứa mà hay tò mò như mình á. Còn bạn thì sao? Tuổi thơ của bạn là bao gồm những bộ truyện nào? Kể cho mình nghe với nha. Chào thì bye bye.